Rồi, hello mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tăng tốc độ của cái thằng SendWave, là thằng con của thằng Ice Network hồi xưa ha. Thì không biết cái này nó làm sao mà nó cứ lát lát, thằng cha nó cũng đỡ lắm mà sao thằng con nó cứ lát lát. Mình bây giờ mình bấm vô mình cũng không biết là có đang đào hay không. Cái khi mình boost như thế này cũng giờ mình giữ im thì cũng không xong á, màu không đổi thôi, chắc con màu gì đang đào đào mọi người ha. Rồi thôi bây giờ mà để boost á thì nó kêu mình nạp ice vô, thì cái hành động này có nghĩa là nó kêu mình đốt đi. Thì một cái dự án nào mà đốt càng nhiều thì cái số lượng coin nó càng ít, thì theo nguyên tắc thì cái thằng ice nó là sẽ có giá trị. À, thì mình sẽ đốt mất thằng đó để mình tăng tốc độ này, thì mình ăn hai ba lần luôn. Thì đó là cái suy nghĩ về cái chương trình Aerobe của mình. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nạp ice vào. Thì hồi xưa khi mà mình đào ra ice á thì mình không có bán, giờ có đắp dụng vỏ rồi. Rồi trước tiên á là mình nó cứ đắp vậy nè. Đấy, mình mà chọn vào cái SW ha, gọi là SendWave. SendWave là gọi là cái những cái gì gọi là những cái luồng sóng, những cái sóng mặt trời à. Thì gớm lắm ha. Rồi mình bấm vô một cái nó hiện ra chữ boost, thì nó có mình chọn boost nào ha. À rồi đây nè, nó có 3 level. Level thứ nhất á, là mình sẽ nạp 202 ice. Level thứ hai là được tăng 22-25%. Cái level thứ hai đó mình nạp 400 ice thì sẽ được cộng 50% tốc độ đào. À, và level 3 là nạp 607 được tăng 75%, tương tự cho thứ tư năm. Rồi bây giờ thì còn cái level thứ năm á là 1.000 ice và tăng được 125%. Và thì nó sẽ tăng lên là cái session lane này. Session lane này là một cái phiên đào của nó, thì khi mà mình nạp level 5 á thì mình sẽ được một phiên của nó 48 giờ. À mình vậy là rất thích hợp cho những đồng chí nào lười biếng như mình ha. Cái referral limit này á thì nó sẽ được tăng lên 25 người. À quên, mình chưa nói con này nha. À, level 3 thì referral chỉ được 15 người thôi. À, còn session thì cũng có được 24 tiếng. À, session land là một phiên đào. À, bắt đầu từ level 4 là mình sẽ được tăng lên 48 tiếng một session và được 20 referral, mà mình có giờ mình được mình tuyển người được như vậy đâu mà mọi người ha. Nên mình không quan tâm cho lắm, mình chỉ hướng dẫn cho mọi người thôi chứ mình không có đi tuyển rep gì đó. Nhưng mà ai có yêu thương thì mình cứ làm rep, mình sẽ hướng dẫn mọi thứ. Hướng dẫn free, không phải là rep mình cũng hướng dẫn hết. Rồi, không lan man nữa, bây giờ mình sẽ đi tìm cách mình nạp 1.000 ice này về để mình lấy cái level 5 được tăng 125 tốc độ đào. Được một phiên đào là 48 tiếng và mình được tăng lên 25 referral là tiếng dưới ha. Rồi mình chọn continue. Rồi ở đây thì nó giới thiệu là pending payment, tức là mình đã có một cái thanh toán đang chờ á, thì mới mà tức là nó kêu mình á để mà mình update lên á, thì mình phải chuyển chính xác cái số này luôn ha. Chính xác là 10111546 luôn, chứ không 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 có chuyển dư nha. Dư thiếu không được nha. Up I lưu using BNB Smart Chain Ethereum API, tức là nó kêu mình chuyển bằng BNB cũng được nè. À, chuyển bằng cái mạng BNB cũng được, là BEP20 á, Ethereum á là ERC20, còn Arbitrum là có cái mạng Arbitrum. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ show cái address lên. Cái address này đó tức là nó cũng nhắc lại lần nữa là mình phải chuyển chính xác luôn ha, nó kêu chuyển gì chuyển đó nha, chứ đừng có bo gì, đừng có tiếp gì hết nha. Rồi, mình confirm ha. Rồi mình sẽ copy nó, mình sẽ lưu nó vô một cái nơi nào đó. Các bạn lưu vô ở đâu cũng được, thì mình đang xài trên máy tính thì mình sẽ lưu vô một cái note nào đó để gửi ra. Cái này là có cái này là cái payment address, tức là cái địa chỉ để mình chuyển. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái gì, mình sẽ mở cái MetaMask lên để mình chuyển cái số này, và cái số này cho mình copy luôn nha. Rồi ok, để mình sẽ chuyển cho mọi người xem ha. À rồi bây giờ mình sẽ chuyển cho mọi người xem ha. Cái mình sẽ mở cái MetaMask lên. Rồi trong MetaMask của mình bây giờ hiện đang có là có 29.583 ice thì ở đó giờ mình đào mình không có bán gì đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ copy cái địa chỉ. À mình copy cái địa chỉ này ví vô. Rồi mình sẽ send ice ha. Send nè.
Send to address nè. Đó. Và mình chuyển gì? Asset là mình chuyển cái tài sản gì, mình chọn cái tài sản ai. À, rồi mình chuyển con số chính xác luôn. Mình phải chuyển con số chính xác là vậy đó, mình copy qua ha. Copy and paste qua. Rồi, bây giờ estimate fee tức là cái phí dự kiến, dự toán dự kiến của nó là rất là rẻ nha. Rồi mình sẽ chuyển mình next. Rất là đơn giản nha mọi người. Tức là mình chỉ chuyển đúng vị trí và mình chuyển chính xác con số đó. Đây là mình mất hết 0.16 phí. Ok, mình confirm, nó rẻ mà. Ok. Bây giờ nó pending ha, mình đợi nó pending xong rồi. Mình cái speed up này á, speed up là để mình tăng tốc độ thì mình sẽ tốn thêm phí ha. Rồi bây giờ mình đã confirm transaction, tức là mình đã xong ha. Mình sẽ I have sent 1011.546 I to the addressable. Có nghĩa là mình đã chuyển xong rồi, rồi mình cho mình confirm nó và mình continue. Please select the right network based on your transaction hash flow below. Bây giờ nó kêu mình chọn cái mạng mình đã chọn, mình đã chuyển ha, mình chọn mình chuyển bằng Binance Smart Chain. Còn transaction hash rate này là đây, mình sẽ bấm vô đây. Transaction hash rate đâu rồi? Đây copy ID ha, mình chọn transaction hash rate đây, copy ID. À, rồi mình bật vô. Đó, đây là transaction hash rate ở trên đây nha mọi người ha. À, rồi cũng đơn giản ha, rồi mình continue nó một cái. Bây giờ mình mà làm sai bước nào cái nó lock luôn. Successfully confirm you have your account has been successfully upgraded. You can now start inviting more friends increase your earning rate. Có nghĩa là nó kêu nó nói là cái tài khoản của mình đã được upgrade thành công. Bây giờ mình có thể mời thêm bạn bè và để tăng tốc độ đào. Mình đã level 5. Ok, xin chúc mừng. Mình hy vọng là cái dự án này nó ổn hơn mọi người. Bởi vì mình thấy thằng Ice á, nó rất là chỉnh chu. Mình thấy nó theo theo cái cảm tính của mình, nó không phải là do mình cây sẽ thành công đâu. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của bắp của mình trong quá trình làm Europe á, thì mình thấy thằng Ice nó rất là được ở chỗ là nó rất là kỹ. Thôi hay vậy được rồi, cái video mình nó hơi lan man một chút, nó dài dài một chút. Rồi mọi người có cái gì thắc mắc cứ inbox cho mình, đừng có gọi nha, cứ nhắn tin cho mình sẽ trả lời hết. Mình không quan tâm là tiếng dưới hay gì đâu, có gì cứ hỏi mình sẽ trả lời, nhìn mình biết được những gì mình sẽ trả lời hết cho mọi người, chứ không giấu bất kỳ một cái gì hết. Rồi vậy nha mọi người, tạm biệt mọi người và chúc mọi người kiếm được nhiều tiền trên con đường làm Arab này ha. Bye bye. À rồi, bây giờ mình sẽ chuyển cho mọi người xem ha. Cái mình sẽ mở cái MetaMask lên. Rồi trong MetaMask của mình bây giờ hiện đang có là có 29.583 ICE thì ở đó giờ mình đào mình không có bán gì đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ copy cái địa chỉ, mình copy cái địa chỉ này ví vô. Rồi mình sẽ send ICE ha. Send nè. Send to address nè. Đó. Và mình chuyển gì? Asset là mình chuyển cái tài sản gì, mình chọn cái tài sản ICE. À, rồi mình chuyển con số chính xác luôn. Mình phải chuyển con số chính xác là vậy đó, mình copy qua ha. Copy and paste qua. Rồi, bây giờ estimate fee tức là cái phí dự kiến, dự toán dự kiến của nó là rất là rẻ nha. Rồi mình sẽ chuyển mình next. Rất là đơn giản nha mọi người. Tức là mình chỉ chuyển đúng vị trí và mình chuyển chính xác con số đó. Đây là mình mất hết 0.16 phí. Ok, mình confirm, nó rẻ mà. Ok, bây giờ nó pending ha, mình đợi nó pending xong rồi. Mình cái speed up này á, speed up là để mình tăng tốc độ thì mình sẽ tốn thêm phí ha. Rồi bây giờ mình đã confirm transaction, tức là mình đã xong ha. Mình sẽ I have sent 1011.546 I to the addressable. Có nghĩa là mình đã chuyển xong rồi, rồi mình cho mình confirm nó và mình continue. Please select the right network based on your transaction hash flow below. Bây giờ nó kêu mình chọn cái mạng mình đã chọn, mình đã chuyển ha, mình chọn mình chuyển bằng Binance Smart Chain. Còn transaction hash rate này là đây, mình sẽ bấm vô đây. Transaction hash rate đâu rồi? Đây copy ID ha, mình chọn transaction hash rate đây, copy ID. À, rồi mình bật vô. Đó, đây là transaction hash rate ở trên đây nha mọi người ha. Rồi cũng đơn giản ha, rồi mình continue nó một cái.
Bây giờ mình mà làm sai bước nào cái nó lock luôn. Successfully confirm you have your account has been successfully upgraded. You can now start inviting more friends and increase your earning rate. Có nghĩa là nó nói là cái tài khoản của mình đã được upgrade thành công. Bây giờ mình có thể mời thêm bạn bè và để tăng tốc độ đào. Mình đã level 5. Ok, xin chúc mừng. Mình hy vọng là cái dự án này nó ổn hơn mọi người. Bởi vì mình thấy thằng ICE nó rất là chỉnh chu. Mình thấy nó theo theo cái cảm tính của mình, nó không phải là do mình KYC thành công đâu, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của bắp của mình trong quá trình làm Arab á, thì mình thấy người ICE nó rất là được ở chỗ là nó rất là kỹ. Thôi hay vậy được rồi, cái video mình nó hơi lan man một chút, nó dài dài một chút. Rồi mọi người có cái gì thắc mắc cứ inbox cho mình, đừng có gọi nha, cứ nhắn tin cho mình sẽ trả lời hết. Mình không quan tâm là tiếng dưới hay gì đâu, có gì cứ hỏi mình sẽ trả lời, nhưng mình biết được những gì mình sẽ trả lời hết cho mọi người, chứ không giấu bất kỳ một cái gì hết. Rồi vậy nha mọi người, tạm biệt mọi người và chúc mọi người kiếm được nhiều tiền trên con đường làm Arab này ha. Bye bye.